Đừng giấu kẹo mang vào viện nha Gufu. Cháu có một vài chiếc răng sâu đó. Trong mấy ngày tới, đừng ăn kẹo nha Pando. Gufu, cậu lấy cho tớ một cái kẹo đi. Hả? Pando, cháu có thể thử viên kẹo trong vỉ này của cô nha. Cha, Gufu nghĩ rằng cái gì cho vào vỉ kẹo của bác sĩ Nai thì đều sẽ ăn được. Giỏi lắm, Pando. Giờ con nghỉ ngơi nhé. Tớ thèm kẹo quá đi mất. Chờ tớ một chút nhé. Không biết Gufu đang thực hiện kế hoạch gì đây. Tò mò thật đấy. Gufu, cháu đang cầm cái gì thế? Chỉ là khẩu trang thôi ạ. Có chuyện gì vậy, Gufu? Dừng lại. Sao mà bác sĩ Nai hốt hoảng vậy nhỉ? Chẳng phải cô bảo là Pando được ăn kẹo trong vỉ này mà. Cô xin lỗi vì đã gây hiểu lầm cho các cháu. Đó không phải kẹo đâu. Mà là thuốc để cho Pando mau khỏi đó cháu. Chúng ta chỉ nên uống thuốc theo chỉ dẫn của bác sĩ thôi. Nếu như uống sai liều lượng thì sẽ nguy hiểm lắm đấy. Vâng ạ. Các bạn đã nhớ lời dặn dò của bác sĩ chưa nào? Là Gufu, Cat và Pando đang đi xin kẹo trong đêm Halloween. Nhưng ôi, trên đường đi, ba bạn nhỏ thấy một chiếc mũ kỳ lạ. Pando vô cùng khoái chí khi nghĩ rằng ở trong chiếc mũ này sẽ có rất nhiều bánh kẹo. Ôi không! Ôi không! Chuyện gì đang xảy ra thế này? Hành trình tìm kẹo! Ba bạn nhỏ được đưa đến tòa lâu đài của ai thế nhỉ? Chờ tới với. Ôi, căn phòng này thật kỳ lạ. Và bên ngoài có ai gõ cửa vậy? Xuống nhanh đi. Đồng ý. Mau tìm chỗ trốn thế nào, Pando ơi. Wow.
Trời ơi, Pando bị phát hiện mất rồi. Đứng lại, đứng lại. Cứu tôi với. Đi nào, đi nào. Chờ tới với. Wuffle, nhìn kìa. Hả? Ôi không. Ở cửa ải thứ hai, ba bạn nhỏ phải đối mặt với ác quỷ Wuffle. Ôi không. Cứu với, cứu tôi với. Các cậu đoán xem, liệu rằng Cat và Pando có cứu được Wuffle không đây? Cứu mọi người thành công rồi này.